Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã đến rất gần, và lúc này thì ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích liên tiếp. Mới đây nhất thì Chelsea Clinton, con gái của bà này, đã bị trợ lý cũ của bố tố cáo là đã sử dụng tiền của Clinton Foundation để tổ chức đám cưới và chi tiêu riêng trong suốt 10 năm qua. Thông tin con gái bà Hillary sử dụng tiền quỹ gia đình để chi tiêu cho việc riêng bị WikiLeaks rò rỉ. Durban từng là trợ lý riêng của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton từ những năm 1990, đã gửi một bức email cho ông John Podesta, người quản lý chiến dịch tranh cử của bà Hillary, vào hồi tháng 1 năm 2012. Trong đó ghi rõ, Chelsea từng kể với một trong số những đứa con của cựu Tổng thống Bush về cuộc điều tra nội bộ nguồn tiền trong quỹ Clinton Foundation. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI đã tiến hành điều tra quỹ Clinton Foundation. Tuy nhiên, phạm vi cũng như trọng tâm cuộc điều tra chưa được nêu rõ. Trước đó, thì ứng viên Tổng thống Mỹ thuộc Đảng Dân Chủ Hillary Clinton từng nói rằng một vài bức thư điện tử mà bà bí mật xóa đi từ máy chủ email cá nhân. Sự việc khiến bà bị FBI mở cuộc điều tra mới đây có liên quan tới đám cưới con gái.